xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trời, của lễ hiện giờ. Xin dâng lên Ngài này của lễ xuôi nguồn hồng ơn, hồng ân Thiên Chúa. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi, người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa, về cùng Thiên Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều.
toàn cùng dâng lời cầu nguyện cùng với chương trình chúng con. Anh cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba gọi nghe lời con thiên tha, tình thương bên ấm u con ngày đêm, cẩn thận xác hồn tràn đầy tội lấy Chúa. Năm tháng môi mòn trôi bừng bừng lửa hồng luôn đung đau ngậm lút bao thông khổ nghĩa khô cần, hàng ngóng trông trời mưa giống những người lính canh đời ánh dương miệt mài. Như nay tìm khe suối hồn con trâu nói thương con biết nhờ cây ai, từ vườn thẳng trầm luân con than van con cầu khẩn xin thương nghe ôi lạy Chúa. Năm tháng mỏi mòn trôi luôn đung đau ngập lúc bao thống khổ sầu. Oh,
chia buồn cùng an quyến. Sự ra đi đột ngột của chị Teresa là một mất mát lớn lao trong gia đình. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ tinh thần an quyến đang đau buồn vì sự chia ly mất mát này. Nguyện xin Chúa nhân từ tha thứ cho chị Teresa. Lúc sinh thời với thân phận mỏng giòn yếu đuối của con người, không tránh khỏi có những thiếu sót lỗi phạm với Chúa. Xin Chúa là đấng nhân từ và giàu lòng thương xót, tha thứ những thiếu sót, những lỗi lầm mà chị đã phạm phải, và cho chị được nương tựa vào trong trái tim rất nhân lành của Thánh Tâm Chúa. Trong niềm tin của Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta xác tín rằng sự ra đi của chị Teresa là sự trở về cùng Chúa, và một ngày kia tất cả chúng ta sẽ sum họp cùng với chị Teresa đi quê trời, nơi mà chúng ta mong đợi.
để những nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời. Kính mời Trang Khuyến cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn TVC. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Dâng cho Ngài trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa Ngài từ bi xót thương muôn vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ châm tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Ta là sự sống Ngài và là sự sống, ai tin ta sẽ không, sẽ được sống muôn đời. Dựa vào lời Chúa, chúng ta hãy sốt sáng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, bà Teresa khi còn sống ở trần gian đã trung thành gắn bó với bạn mình trong tình yêu phu phụ. Nay Chúa đã gọi bà Teresa về với Chúa. Tôi xin Chúa rộng lòng tha thứ cho kẻ qua đời và ân cần chăm sóc người còn lại, để mai này họ cùng nhau hướng tình yêu vinh cửu của Chúa đến muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa chẳng để cho ai tin vào Chúa mà phải thất vọng. Linh hồn Teresa khi còn sống đã tin tưởng vào Chúa, thì xin cho linh hồn này được thấy tôn nhan diệu hiền của Chúa trên quê thần là nước thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, bà Teresa khi sinh thời vì bản tính loài người mỏng giòn đã sai lỗi cách nào mất lòng Chúa, thì giờ đây xin Chúa xót thương và tha thứ mọi lầm lỗi đã cho phạm, để bà Teresa được sớm họp đoàn cùng chư thần thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nâng đỡ ủy an những người thân thương của bà Teresa còn đang sống với chúng con đây, nhất là người bạn đường của bà Teresa đang héo mòn vì thương nhớ bà trong cảnh đất gánh giữa đường. Xin cho mọi người vững tin vào Chúa và cuộc hội ngộ mai ngày với bà Teresa trên quê trời sẽ là động lực thúc đẩy mọi người vững tin và nỗi buồn hôm nay sẽ trở thành niềm vui bất diệt muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa đã thương chăm sóc bà Teresa khi còn sống. Nay Chúa đã cho bà về bên Chúa, thì xin cho bà muôn đời ca khen trong lòng xót thương hài hà của Chúa trên thiên quốc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được tội, thì lạy chúng con xin tha cho linh hồn Teresa chúng con cầu nguyện hôm nay.
mở cửa tù rạp ấy cho ra, mà đem đến cho được mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Thân duyên cũng là hiếu vật cháu. Chúa gọi linh hồn Teresa Maria và bước đời cuộc sống thay đổi chứ không mất đi, nhưng với con người chúng ta sống trong một gia đình thì sự trống vắng rồi cũng âm mất mát và Chúa gửi đến chúng ta vẫn âm phượng. Nhưng chúng ta nhóm bạn của anh chị đến đây phân ưu cùng với anh và chia sẻ với anh. Thank you.
một của bà Mama Teresa Maria, chúng ta không khỏi bàng hoàng thương tiếc, nhưng cậy vào lòng từ bi Chúa, chúng ta hãy sốt sáng dâng lên người những nguyện sau đây. Lạy Chúa, bà Teresa Maria đã đột ngột ra đi để lại thương tiếc cho chúng con. Xin Chúa chứng tỏ tình thương của Chúa thật vạn năm và ban cho chúng con vững tin rằng là Chúa đã gọi bà Teresa Maria về sống bên Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ lưng khoan dung hai hạ của Chúa, xin Chúa tha thứ mọi thiếu sót của bà Teresa Maria đã chốt phong vì yêu đuôi mà được vào chốn nghỉ an muôn đời là nước thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này Chúa, xin tăng đức tin đức cậy và sự lân đỡ thần linh của Chúa cho những người thân yêu của bà Teresa Maria đang than khóc thương tiếc bà Teresa Maria. Xin cho họ được ơn can đảm phó thác vào Chúa và vững tin rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Này Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa đã thương yêu chăm sóc bà Teresa Maria khi còn sống. Nay Chúa đã cất bà Teresa Maria về nhà Cha. Xin rủ lòng thương tha thứ cho linh hồn này và ban cho họ được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi thì lạy chúng con xin Cha rất có linh hồn Teresa Maria chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc còn ra nơi nữa đừng tội thì xin mở cửa tủ rà cấy cho ra mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Hội thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến hội thánh trên trời.
xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn can đảm làm chứng cho thế giới về cuộc sống viên mãn mai sau qua trên đời sống chứng ta của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta cùng chết, cùng mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với Người. Xin Chúa cho linh hồn Teresa Maria đã được ghi ân tin rửa tội cũng được hương hạnh phúc ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa thương an ủi những ai đang trong giờ phút lâm chung nhận ra tình thương của Chúa mà can đảm đón nhận cai trên với lòng tin tưởng phó thác. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Teresa Maria được hương nhang thăm Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã cho Lazaro từ cõi chết sống lại. Xin cho chúng con luôn trông cậy vào quyền năng của Chúa và vững tin rằng thân xác bà Teresa Maria cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện, lạy Chúa, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, Chúa mở cửa nước trời cho linh hồn Teresa Maria và tất cả những ai khi còn sống ở trần gian đã trung thành với Chúa, và cho chúng con đang hướng lòng về quê trời mai ngày cũng được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa mới trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi thì thầy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng tha phần phạt cho linh hồn Teresa Maria chúng con cầu đời cho nguyện tội thì xin mở cửa thù đạt ấy cho na và đem đến cho thương mọi sự vui thật là được thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Chúa tôi gọi con về, Chúa tôi gọi con xin từ
xa cuộc đời về với Chúa, Chúa ơi. Con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa cứu giúp con, nguyện lòng từ ái Chúa thương phần này hèn yếu.
trời sáng say. Chào thân rồi. Không biết thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?
Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tha thiết dâng những lời nguyện sau đây. Lạy Chúa, xin ở lại cùng con. Chúng con cảm thấy bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin Chúa nhận lại chúng con. Đứng trước cảnh biến lý tăng tóc này, chúng con này xin Chúa an ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng đau thương bối rối này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình anh người thân này và hy vọng chắc chắn sẽ gặp nhau trong nhà Cha muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc chị Teresa Maria từ giả căn nhà này, bỏ lại bao nhiêu người thân đang thương nhớ. Xin cho chúng con luôn tin tưởng, cậy trông vào lòng nhân từ Chúa, mà hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi chị Teresa Maria đã về trước chúng con, để cùng nhau hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa chiến lành người thường dân tôi đi. Tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được. Tôi mang người tăng sức cho tâm hồn. Vì quý trọng danh người, người dìu tôi đi trên đường công chính. Dù qua cung lũ mù sương, tôi luôn vui sướng cửa đường. Teresa Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ hè.
thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Giê Xu bao lời chúng con nguyện trong thân gian là thiêu thốn, đức lưu động chân hiền vân sa la. Hằng chưa chúng con cho toàn mọi sự lớn, amen. Ngài rất thân trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Ngài trai tìm cầu thân cầu thân rất thân Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Ngài hồng thân Du Xe là bản thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ngài ca thân từ đào Việt Nam. Cầu cho chúng con. Ngài vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con. Ngài vương hồn xác lên trời. Cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa Maria được đến chốn nghỉ ngơi. Hàng xem tay mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Chúa chúng con xin thông báo chương trình cầu nguyện ba buổi kinh cho chị Teresa Maria bắt đầu từ tối nay là tối đầu tiên. Xin mời ban điều hành tổ sống đạo năm chịu trách nhiệm ba buổi kinh và cầu nguyện cho chị Teresa tại tư gia. Để việc tiễn đưa chị Teresa Maria lên thánh đường được tốt đẹp, xin mọi người theo sự sắp xếp của ban điều hành họ. Thứ nhất, thánh giá lên cao. Thứ hai, vòng hoa. Thứ ba, cộng đoàn tiễn đưa. Thứ bốn, người thân trong gia đình. Thứ năm, di ảnh. Thứ sáu, linh cữu của chị Teresa Maria. Khi đi chúng ta lần chuỗi năm chục kinh, xin không ai đi lần sau xe ta. Và gia đình cũng có lời mời khi đưa chị Teresa Maria ra đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình cũng mời cộng đoàn và những người thân trong gia đình ghé lại gia đình để dùng được tâm sáng. Vâng, và giờ đây chúng ta xin dâng lên Mẹ những nỗi đau hai tiếng xin vâng. Như khi xưa Mẹ đã vâng lời sứ thần truyền, xin Mẹ thương đồng hành với gia đình trong lúc đang sầu ly biệt này. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết nai gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dẫm tràn nơi đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Chiến tranh phù vân
là tất cả phù vân, hư vô đều hết thảy hư vô. Lại còn thêm bất chi, lại còn thêm bất chi, nhân sinh tồn tại có gì, siêu nhiên hiện hữu vô biên. Mây gọi tình đơn sơ, mây gọi hàng sóng vui, mây gọi hồn nhiên, mây gọi ước mơ, mây gọi cùng nắm tay, để rồi cùng kế vai thế giới của đón nhận thứ tha bao la trải ra đời, bao la nguyện cầu người đưa tay, nguyện cầu người thoát thay, nguyện cầu người bước vào phần đời không tối đen. Ngài ơi là tất cả đời con, Thiên Chúa vẹn nghĩa tình thủy chung, tạo dựng trong sáng tươi, tạo dựng trong tốt sinh, thương đau chỉ tại chính.
thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim răng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồng tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vô câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời, chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Con cái lúc này cũng bình an trong ngày lễ thành hôn.
ta cũng cầu nguyện cho Giuse trên xuân trường những ngày tuổi 16 năm Ramosina đến mất mình được 1 năm, linh hồn Gamale lúc 17 năm, bà Teresa học được 1 năm và bà Anna lên thì học cách đây được 1 năm. Cầu nguyện cho cô Na Minh và cô Maria và Maria bạn thì hiểu và ông Giuse thờ. Cầu nguyện cho các linh hồn Maria, Vicente, Marta, Maria, Anna, Pedro và Maria, các linh hồn đồng bào của tín đồ Phật và các thai nhi. Cách đặc biệt trong cái lễ này chúng ta cầu nguyện cho cô Teresa Maria Nguyễn Thanh Thủy, một thành viên của cộng đoàn theo sự thành tâm chúng ta mà hôm nay có sự đẹp của cô đến cùng hiện diện với chúng ta trong cái lễ này. Chúng ta kêu lên Chúa linh hồn Teresa Maria với những tâm hiếu kính đối lập cùng đầy lòng thương xót của Chúa, để xin Chúa tha thứ lỗi lầm thiếu sót cho cô Teresa Maria và những cô và người hạnh phúc muôn đời trong thiên đàng, trong hạnh phúc của Đức Chúa. Để chúng ta cùng bắt đầu nhận được lời. Cha và con và thánh thần. Amen. Sự thánh sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và ơn công việc của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Amen. Trong đức tin của Đức Giêsu Kitô, chúng chết, sống lại. Không phải là hết, trên đã bước vào cuộc sống mới. Chúa Giêsu Kitô đã thật ra đặt chết và sống lại. Chúng ta cần vào lòng nhận được sống của Chúa, đặc biệt qua lời truyền cầu Đức Mẹ Maria hôm nay là Đức Mẹ Đồ Na và Thánh Giuse là Cha được trên vô lời như thế. Cha Đức Giêsu Kitô trong thánh Giuse, nài xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ và cha Giuse sớm đưa linh hồn được chị em trong cuộc đời chúng ta, linh hồn của Teresa Maria được sớm được gặp với Chúa. Trong tâm tình tạ ơn của mình người chị em đã đi hết quãng đường đời để rồi bước vào đời sống mới, chúng ta dâng lên Chúa tội lỗi yếu đuối quyết định của mỗi người chúng ta, của gia đình chúng ta và cộng đoàn chúng ta, nằm xin lòng nhân từ thương xót của Chúa, thương xót đến mỗi người chúng ta trong mùa chảy thánh này và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta dọc lòng sám hối để chúng ta bước vào nghi lễ của Đức Giêsu Kitô trên bàn thờ và các linh mục dân thánh lễ tiên riêng khai diễn lại cuộc đời của Đức Giêsu Kitô trên bàn thờ này. Xin nhớ ra mong đô sớm đưa linh hồn Teresa Maria của nhà thần Chúa. Giờ đây chúng ta nhận tâm hồn của đội. Tôi
Thank you.
Chúa
Chúa cho chúng ta vào trong trận quan này, và chỉ có Chúa mới là đấng có thể đưa chúng ta ra khỏi cuộc đời này để đem chúng ta vào hưởng hạnh phúc nước trời, vào hưởng bình an vĩnh cửu và sự sống đời đời trong nước Chúa, trong thiên đàng, trong tình yêu, trong gia đình của bà ngôi thiên Chúa. Vậy nên hôm nay khi chúng ta nhận thánh lễ cho cô Teresa Maria, chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta khi đã có đức tin của mình, khi đã nhận thân cho ơn gọi đức tin của mình, thì chúng ta cũng luôn luôn sẵn sàng chăm lo đèn dầu, chăm lo cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Cuộc sống ngày hôm nay mới biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu bấp bênh, bao nhiêu thử thách. Cuộc sống ngày hôm nay dường như càng một lúc càng áp lực hơn. Cuộc sống ngày hôm nay nhiều khi càng một lúc càng vội vã hơn. Nhưng trong cái áp lực ấy, trong cái khó khăn ấy, trong sự vội vã ấy, cộng đồng chúng ta không bao giờ được phép quên chuẩn bị đèn dầu cho hành trình về nước trời của mọi người chúng ta. Khôn hay giả, chúng ta chỉ có thể trả lời một cách kết quán, một cách chung cuộc khi Chúa gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời này, nghĩa là khi chúng ta chết, khi chúng ta trở về với Chúa ngang qua ngày chết. Cô Teresa Maria qua đời ở tuổi 50, ở tuổi 50 này người đời nói là cụ thậm chí bị bệnh, 50 tuổi mới có thể biết được bệnh trời. Còn đối với cô Teresa Maria, 50 tuổi cô đã gặp được tấn mà cô suốt đời tin yêu chân thân và làm mọi sự để có thể gặp được Ngài. Và cũng ở tuổi 50 này, cô Maria Teresa Maria đã kết thúc hành trình như thế của mình để trở về với Chúa. Và có lẽ lúc này hơn bao giờ hết, cô đã biết rõ Chúa là ai, cô đã biết rõ phần số của mình được Chúa an bài, không biết mình đã nỗ lực đèn dầu của mình như thế nào để hôm nay ra trước tòa Chúa mọi sự sẽ được sáng tỏ. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho cô Teresa Maria đã kết thúc hành trình như cam này. Giờ đây cô chỉ còn biết trông chờ vào lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và khi mỗi người chúng ta thực hiện việc bác ái, ăn chay ăn mày, hy sinh cầu nguyện, dâng các thánh lễ cũng như những lời cầu cho cô, là chính là lúc chúng ta khẩn nài lòng thương xót của Chúa, chúng ta cậy nhờ vào ơn cứu độ của Thiên Chúa để được hiện với Đức Giêsu Kitô để tha thiết phát đại lòng thương xót của Thiên Chúa, tẩy xóa muôn vàn tội lỗi cho cô Teresa Maria và đưa cô vào hưởng hạnh phúc nước trời. Và sự nghiệp của mùa chay một lần nữa vang vọng trong tâm hồn chúng ta, cho cái dễ đi đừng sợ, cho cái dễ đừng sợ, đó chính là thái độ tỉnh thức của mọi người chúng ta trong mùa chay này. Cho cái dễ đi đừng sợ, đó phải là một hành vi đức tin quyết liệt cho mọi người chúng ta trong mùa chay này này. Bởi vì nếu chúng ta không trỗi dậy hay chúng ta sợ sẽ không trỗi dậy, đó là lúc chúng ta chưa thật sự sống thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Và nếu ai đó trong cộng đoàn chúng ta chưa thật sự tỉnh thức và sẵn sàng, thì biết đâu nhờ Chúa đến, chúng ta cũng có thể có những hối tiếc muộn màng như những cô khởi nhạc lúc ấy mới chuẩn bị nhậu, lúc ấy mới chuẩn bị đèn, không kịp rồi và cũng không kịp vàng trên tiền gửi nước trời. Chúng ta cầu nguyện cho cô Teresa Maria và ban nguyện cũng như cầu nguyện cho chính chúng ta luôn biết chối nhận, đừng sợ, bởi vì Chúa là đấng giàu lòng tự do, Ngài hay tha thứ, chăm bất bình và bất bình khoan dung. Thank you.
Chúa đã thương cho chúng con.
Thank you.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ân đàn trong nghi thức thánh thể. Xin đoái thương cho người chị em chúng con là linh hồn Teresa Maria. Nhờ của lễ này được đặt tới chính bản tiệc hôn đời của Đức Kitô, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em rất thân mến, cô Teresa Maria đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy phó dâng cô Teresa Maria cho lòng thương xót đầy nhân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với cô bằng lời cầu nguyện để cô nhờ bí tích sửa đổi đã trở nên nghĩa từ của Chúa, đã nhiều lần được bổ nhiệm nơi bàn thiền thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự việc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Lời ca tiên thần cô Chúa xin đến gặp linh hồn Teresa Maria. Thank you.
Chúa thương như đại dương bao la, tình Chúa
làm cho tôi sẽ ngất ngây trong lòng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Ngày tháng năm tôi hằng mơ một điều, Chúa trời phụng sự Chúa phúc cho tôi suốt đời. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Xuống cho tôi suốt đời. Đời khi dùng chôn cận thân sang, các phần mô làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tơ Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiêu sang, làm cho tôi tơ Chúa được phục sinh và trong ánh quang chiêu tỏa từ tôn nhan Chúa. Tôi tơ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vinh cửu trên trời, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Teresa Maria của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho linh hồn Teresa Maria được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời. Chúa đã hứa thiên đàng cho người chồng biết thống hối, xin thương đưa cô Teresa Maria về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ cô Teresa Maria, xin Chúa thương nâng đời cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời sáng, như Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin các vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính nước Chúa Giêsu Kitô cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép nước Chúa Thánh Thần mà người xuống tay, xin mời bà Maria đồng trinh chịu nhận lời quan phong Siêu Pilato. Chết mà tham xa xuống một tổ thông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết vô cùng, ngày sau bởi trời hãy xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin đến nước Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông và thương xót hết mọi người mà Chúa biết sẽ thuộc về Chúa nhờ lòng tin và việc làm của họ.
nhờ lời cầu nguyện của toàn thể các thánh. Chúng con khấn khoan này xin Chúa cho tất cả những ai còn sống hay đã qua đời mà chúng con đang tưởng nhớ và cầu nguyện, được Chúa tỏ lòng nhân từ ai tua thứ tha mọi lỗi lầm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Teresa Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Teresa Maria. Maria ngày xa xưa ấy, đời hoa liễu bóng mây nhạt chiều, đấng thiêu điều xót xa nhiều, thánh giá chiều treo xa con hiu. Mẹ đứng nhìn nhân loại, ôi con người đang hâm hối giữa tôi nhớ. Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá, chung tâm hồn, chung đau buồn, bên con mình cứu rỗi cho trần đời. Maria ơi, đôi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thánh giá chiều treo xa con hiu. Trọng kính cha chánh xứ Giuse, quý cha phó, cha chủ tế, kính thưa quý thầy, quý dì, quý chức ban hành giáo, quý đơn vị đoàn thể trong và ngoài giáo xứ Thánh Tâm, kính thưa quý khách, quý thân tộc nội ngoại, quý bạn hữu gần xa cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Ban điều hành giáo họ Mông Triều chúng con xin thay lời cho gia đình tang gia cô Teresa Maria dâng lên quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn lời cảm tạ và tri ân. Khi Chúa gọi người thân của chúng con về với Chúa, quý cha cùng toàn thể quý vị đã không quản ngại thời gian đến hiệp thông, chia sẻ và dâng lời cầu nguyện cho cô Teresa Maria của gia đình chúng con. Sáng nay, quý cha, quý tu sĩ, quý chức cùng toàn thể quý vị đã hiệp dâng thánh lễ cuối cùng. Hơn nữa, giờ đây đã dành thời gian quý báu tiễn đưa cô Teresa Maria đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trước tất cả những nghĩa cử yêu thương của quý cha và quý vị dành cho gia đình chúng con xin tri ân. Và nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria Thánh cả Giuse ban muôn sắc hồn xuống trên quý cha cùng toàn thể quý vị. Kính thưa quý cha cùng toàn thể quý vị, với thân phận làm người đầy những yếu đuối, cô Teresa Maria còn nhiều thiếu sót trước mặt Chúa. Xin quý cha cùng toàn thể quý vị tiếp tục cầu nguyện cho người thân của chúng con sớm hưởng vinh phúc nước trời. Trong khi tổ chức tang lễ, gia đình chúng con chắc hẳn không tránh khỏi những thiếu sót. Xin quý cha cùng toàn thể quý vị lượng thứ cho gia đình chúng con, tang gia chúng con xin đồng bái tạ. Ta chung tùng Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thức lệ rơi những nghẹn lời
chiều hoang sơ, thân bơ vơ mẹ đứng lệ nhòa, chồng con ưu chiến vì tội con. Mẹ ơi thương cứu con từ vực sâu, bao thương đau ngày đêm nung nấu, con lo âu trong ngóng từ lâu, bỗng mẹ đâu. Mẹ mẹ ơi xin thương con tình đơn thống hối, tâm tư này thốn thức lệ rơi những nghẹn lời. Tháng ngày qua đời trôi đi, con cô đơn chưa mong ê chi, đâu ai thương nhớ lại tình con, người thân nay cũng quên rồi. Kêu xin người thương dụ tình, thương cho con lấy một lời kinh, hầu mong qua chốn liên hình. Từ vực sâu bao thương đau ngày đêm nung nấu, con lo âu trong ngóng từ lâu, con tình đơn thống hối, tâm tư này thốn thức lệ rơi những nghẹn lời. Tiếng thở than còn vọng ngân, nay thân con khổ đau vô ngần, xin thương con hỡi mẹ từ nhân, dìu con tới bên thiên đàng. Từ vực sâu bao thương đau ngày đêm nung nấu, con lo âu trong ngóng từ lâu, bỗng mẹ đâu. Mẹ đâu? Mẹ ơi xin thương con tình đơn thống hối, tâm tư này thốn thức lệ rơi những nghẹn lời. Xin thương con tình đơn thống hối, tâm tư này thốn thức lệ rơi những nghẹn lời. Thank you.
trong đêm tối tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chán chưa, tin hồng đẹp quá bốn mùa. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phải tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.